những quy định về vaccine của ông Biden tạo tiền đề cho nhiều vụ kiện chống lại ông. Hãng tin The Hill vào hôm 3 tháng 8 cho biết những quy định về vaccine của Tổng thống Biden dành cho nhân viên liên bang trong việc thúc đẩy nỗ lực yêu cầu tiêm chủng tại nơi làm việc có khả năng sẽ chăm ngồi cho các cuộc chiến tại tòa án. Vì điều này có thể đe dọa quyền hạn pháp lâu ký lâu dài của người sử dụng lao động trong việc áp dụng các biện pháp y tế tại nơi làm việc. Trước đó, ông Biden yêu cầu người lao động phải kiểm tra thường xuyên, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội nếu họ chọn không tiêm phòng. Một ngày sau khi ông Biden công bố cách tiếp cận mới, công ty Disney cho biết tất cả nhân viên của họ sẽ cần phải tiêm phòng trong vòng 2 tháng. Trong khi đó, Walmart, công ty tư nhân lớn nhất đất nước cho biết họ sẽ yêu cầu tiêm phòng cho nhân viên tại trụ sở chính ở Arkansas. Mặc dù vậy, một số công đoàn đã từ chối kế hoạch của ông Biden một dấu hiệu cho thấy các công ty có khả năng đối mặt với sự phản kháng tương tự. Một số chuyên gia pháp lý cũng lo ngại một trường hợp mang tính bước ngoặt vào năm 1905, vốn được bảo vệ từ lâu về vaccine sẽ bị tấn công trong bối cảnh các luật y tế công cộng đang tăng cường giám sát yêu cầu tiêm vaccine trong các cơ sở như trường học. Cho đến nay, các yêu cầu về vaccine đã có một số chiến thắng trước tòa án, một thẩm phán liên bang ở Indiana đã chặn nỗ lực thách thức đối với các quy tắc của Đại học Indiana khi bắt buộc cả sinh viên và nhân viên phải tiêm vaccine. Trong khi đó, tòa phúc thẩm vào 7 cũng giữ nguyên quyết định được công bố vào hôm 2 tây tháng 8. Hãng tin Reuters cho biết luật sư của các sinh viên đã nộp đơn kiện và họ sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao trong thời gian ngắn. Việc bảo vệ quy tắc của chính quyền Biden có thể sẽ bị hạn chế ở một mức độ nào đó, khi nhiều người từ chối tiêm vaccine. Các yêu cầu về vaccine thường cho phép biển trừ vì lý do tôn giáo hoặc y tế. Chính sách của Biden không chỉ định bất kỳ trường hợp miễn trừ nào, thay vào đó cho phép. Những người chọn không tiêm chủng sẽ phải xét nghiệm một hoặc hai lần hàng tuần, hoặc phải đối mặt với các hạn chế đi lại, cùng với các yêu cầu về khẩu trang và giãn cách xã hội. Tuy nhiên, một số người phản đối lại cho rằng ông Biden đã vi phạm quyền của họ hiệp hội cán bộ thực thi luật liên bang cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước rằng buộc mọi người thực hiện mọi thủ tục y tế không phải là cách của mỹ và đó là một hành vi vi phạm quyền công dân rõ ràng cho dù những người đề xuất có thể biện minh cách nào đi chăng nữa